Đối với đặt hàng trên website, các cậu truy cập vào địa chỉ moji.vn, chọn sản phẩm mình muốn mua và nhấn đặt hàng. Sau đó, chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện cho các cậu để xác nhận thông tin và tiến hành ship. Có một số lưu ý khi đặt hàng online tại Moji đó là Moji chỉ nhận ship đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên. Các đơn hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không áp dụng cho các địa chỉ huyện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có giá trị trên 300.000 đồng sẽ được hỗ trợ 20.000 đồng cho đơn hàng nữa nhé. Đặc biệt, Moji sẽ free ship Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với các đơn hàng trên 500.000 đồng. Đây sẽ là hình thức ship chậm, không ship gấp và không ship hẹn giờ nha. Các bạn lưu ý là bạn nào ở các tỉnh thành không phải là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ phải chuyển khoản để thanh toán trước thì Moji mới ship hàng. Thời gian ship hàng của Moji thường là 2 đến 3 ngày đối với các khu vực nội thành và từ 3 đến 4 ngày đối với các tỉnh. Thời gian này có thể lâu hơn một chút xíu nếu đơn chuyển liên miền Bắc Nam hoặc do điều kiện thời tiết. Các đơn hàng của Moji thường khá là nhiều nên thời gian trả lời còn có thể bị chậm. Các cậu hãy thông cảm và bình tĩnh chờ Moji nhé. Đảm bảo sản phẩm nhận được sẽ vô cùng xứng đáng với số tiền và thời gian bỏ ra luôn. Khi đặt hàng trên web thì bắt buộc các cậu phải điền thông tin thật của bản thân nha. Nhớ điền đầy đủ tên, số điện thoại, email và địa chỉ nhận hàng của các cậu. Mình lấy ví dụ một bạn tên là Nguyễn Văn A như thế này nha. Trên web có một mục lưu ý để bạn có thể ghi chú những yêu cầu riêng khi đặt hàng nữa nhé. À, mọi người lưu ý là chỉ đặt hàng khi chắc chắn sẽ mua và nhận sản phẩm thôi nhé. Vui lòng không đặt thử cho vui hoặc đặt hàng sau đó hủy đơn với các lý do không chính đáng. Đối với những trường hợp đặt đơn giả, đặt hàng nhưng không nhận, Moji có thể sẽ từ chối phục vụ trong những lần mua lần sau đó nha.